QH Maurer có phải là yếu sinh lý không anh? Một người QH Maurer hay còn gọi là xuất tinh minh sớm chưa chắc để gọi là yếu sinh lý, mà một người yếu sinh lý chưa chắc để xuất tinh minh sớm. Hai bệnh này là hai bệnh khác nhau. Yếu sinh lý hay còn gọi là bệnh rối loạn cương dương, trên bẹo mà dưới không nghe. Thì bởi vì hai bệnh này khác nhau, nó sẽ có hai thuốc điều trị khác nhau. Thuốc điều trị xuất tinh minh sớm sẽ là thuốc điều trị khác, còn thuốc điều trị rối loạn cương dương trên bẹo bên dưới không nghe thì sẽ có thuốc điều trị khác nha.